Vâng, nông dân cộng sản Dương Vi một lần nữa xin kính chào cô dì chú bác, các anh các chị và các bạn thân mến nhé. Hôm nay Dương Vi sẽ đi vào hai cái mục. Thứ nhất, điểm tin. Trong cái phần điểm tin này có hai bài viết lại trò hề về giải thưởng nhân quyền. Cái thứ hai là nực cười gọi là báo cáo đồng tâm. Còn cái bài chia sẻ thứ hai là kêu gọi bỏ đảng sau vụ đồng tâm chiêu trò lố bịch và lạc lắm. Đó là hai cái phần chia sẻ của Dương Vi. Phần thứ ba là giao lưu chia sẻ và nhận diện. Sau đây Dương Vi xin đi vào cái nội dung thứ nhất. Cái đài Á Châu Tự Do cứ chèn liên tục. Mỗi hôm Dương Vi livestream là nó cứ chèn lên bản tin của mình. Trên trang khác đó. Về phần điểm tin, nội dung thứ nhất lại là trò hề về giải thưởng nhân quyền. Thứ nhất là cái mạng lưới nhân quyền Việt Nam vừa đề cử 2020, trong đó đề cử giải thưởng năm nay được trao cho anh Thụy Say và bố mẹ con nhà bán cua Dương Nội, tức là Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Khiêm ấy. Cũng như những năm trước ấy, cái trò trao giải thưởng nhân quyền năm 2020 chẳng qua cũng chỉ là chiêu trò cố dích nhằm cổ suý và hà hơi tiếp sức cho những cá nhân chống đối chính quyền ở trong nước của mạng lưới nhân quyền Việt Nam. Đây là hoạt động thường niên và bản chất giải thưởng này là gì thì ai cũng biết rõ. Đó. Chúng ta đều thấy rõ đây là những kẻ coi thường pháp luật Việt Nam, lợi dụng các quyền tự do, dân chủ hay gắn mác nhân quyền để thực hiện nhiều cái hành vi xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và đã bị bắt cũng như xử lý một cách thích đáng. Thế nên cái gọi giải thưởng nhân quyền của mạng lưới nhân quyền Việt Nam này này chẳng có ý nghĩa gì. Suy cho cùng á, đây chỉ là trò hề phô diễn để hà hơi tiếp sức cho một số kẻ chống phá Việt Nam thôi. Nực cười khi lẽ ra giải thưởng nhân quyền phải được trao cho những người có những đóng góp lớn cho tình hình nhân quyền ở các quốc gia hay cho tình hình nhân quyền của thế giới. Thì nhưng cái đối tượng được nhận cái giải thưởng này là những kẻ vi phạm pháp luật, phá hoại sự bình yên của quốc gia, kích động người dân vào các hoạt động gây mất an ninh trật tự. Đấy, thí dụ như là tụ tập đông người, live stream kích động, hò hét, biểu tình, đấy, vu khống chính quyền. Đấy là những thành phần như mẹ con Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Khiêm, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Kiên, ví dụ cả con Tâm Dương Nội, vân vân. Cái giải thưởng nhân quyền này chỉ làm lộ rõ cái bản chất, cái bộ mặt thật của những cái kẻ phản động, phản quốc mà thôi, là những kẻ phá hoại. Cái giải thưởng nhân quyền này này, bọn chúng trao giải ở nước ngoài nhưng mà cho những cá nhân tổ chức ở trong nước này này, nhằm mục đích phá hoại cái sự bình yên của đất nước. Ngày trước nhá, cái con blogger mẹ nấm ấy, tức con nấm độc kia kìa, cũng được nhận giải thưởng nhân quyền này. À, mà cái giải thưởng nhân quyền này bọn chúng năm nào bọn chúng cũng đưa ra và trao giải cho những cái kẻ mà vào tù ra tội hay có thành tích chống phá đất nước một cách quyết liệt nhất. Đấy. Còn cái nội dung thứ hai, cái tin thứ hai nực cười với cái gọi là báo cáo đồng tâm. Dương Vi sẽ đi vào cái bài viết này sâu hơn chút.
cái báo cáo đồng tâm của các thế lực thù địch, những cái kẻ ăn cháo đá bát này này. Sau khi cái phiên tòa xét xử sơ thẩm 29 bị cáo ở Đồng Tâm kết thúc ấy, với bản án làm nức lòng dân và nhân dân được sự ủng hộ tán thành của dư luận ấy, thì các đối tượng dân chủ, luật sư dân chủ, những cái kẻ chống phá cũng như các tổ chức phản động ở nước ngoài hay trong nước này tung bày ra những cái chiêu trò xuyên tạc về cái phiên tòa xét xử này, xuyên tạc cái chết của ba chiến sĩ công an, xuyên tạc về bản án, vân vân. Nói tóm lại ấy, những cái kẻ trên xuyên tạc những cái vấn đề gì mà chúng sẽ xuyên tạc, mà vấn đề không xuyên tạc được thì bọn chúng vẫn cố tình để xuyên tạc, nói láo. Được thì chúng vẫn tiếp tục xuyên tạc để nói láo. Đấy, ăn không thì nói có, đổi trắng thay đen, phá hoại cái bản chất của sự việc. Đấy là cái việc làm của bọn chúng. Hiện nay ấy, trên các trang lề trái cũng như các trang cá nhân của các đối tượng dân chủ quậy đần độn đầu bù răng bựa này này đang lan truyền cái gọi là báo cáo Đồng Tâm tiếp tục xuyên tạc về vụ việc Đồng Tâm. Đấy. Qua tìm hiểu được biết ấy, cái gọi là báo cáo Đồng Tâm gồm tiếng Việt với tiếng Anh, nó tổng cộng có 11 chương kèm theo phụ lục. Đấy, nội dung tập trung xuyên tạc, tập trung vào những cái vấn đề như đất quốc phòng của sân bay Miếu Môn, bênh vực những hành vi sai trái gây mất an ninh trật tự của Lê Đình Kình và Tổ Đồng Thuận, xuyên tạc kết luận của Thanh tra Hà Nội và Thanh tra Chính phủ về nguồn gốc sân bay Miếu Môn, xuyên tạc về cái chết của Lê Đình Kình, xuyên tạc vu cáo nói xấu chính quyền, thậm chí bọn chúng còn xuyên tạc cả ba cái chết của ba chiến sĩ cảnh sát. Đấy là cái bản chất của cái báo cáo Đồng Tâm mà các nhà đấu tranh dân chủ quậy đầu bù răng bựa ở trong nước và các thế lực phản động ở nước ngoài nó đưa ra. Cái bản chất thật của cái gọi là báo cáo Đồng Tâm này này, thực chất là tổng hợp những cái chiêu trò mà các đối tượng đã thực hiện xuyên tạc về vấn đề Đồng Tâm, nội dung chứa đựng những cái thông tin xuyên tạc, luận điệu bịa đặt vô căn cứ nhằm ủng hộ kích động những hành vi vi phạm pháp luật của những thành phần phần tử nó chống đối, phá hoại núp bóng dân Đồng Tâm ấy. Nhưng mà thực sự nhá, dân ở cả xã Đồng Tâm ấy thì người ta không có ai tham gia, nhiều người phản đối việc mà cái Tổ Đồng Thuận, nhóm Đồng Thuận Lê Đình Kình cầm đầu này này. Đấy, không phải là lôi cả nhân dân xã Đồng Tâm ra. Đấy, đấy là cái việc mà bọn chúng đánh cháo khái niệm, lập lờ đánh lận con đen là ở chỗ đó. Và bọn chúng còn xuyên tạc bản chất vụ án, thông qua đó xâm hại đến uy tín, hình ảnh của Đảng, Nhà nước và ngành tư pháp Việt Nam. Những vi phạm pháp luật và tội ác của Lê Đình Kình và Tổ Đồng Thuận ấy, đã có 10-10, nhưng các đối tượng này vẫn cố tình xuyên tạc, cố tình tập hợp những cái cứ liệu rời rạc, rồi chắp kép ngụy tạo những cái bản tin lòng vòng để đánh lừa dư luận. Chiêu trò này của chúng ấy chỉ có thể lừa phỉnh trong chốc lát đối với những người thiếu thông tin, thiếu hiểu biết về pháp luật, thiếu khả năng phân tích, nhận định về những cái tiến bộ đổi mới đang diễn ra tại Việt Nam. Tội ác đã quá rõ ràng, cố đấm ăn xôi làm gì các thành phần dân chủ quậy dở hơi này có thể đánh cháo khái niệm, đánh lừa dư luận ở trong nước này được nữa. Đó. Chào anh Lang Lang, chào chú Long Thủy, chào tất cả mọi người nhé. Cái bài viết thứ hai cũng liên quan đến vụ án Đồng Tâm, nhưng mà sau khi kết thúc vụ án. Vâng, một lần nữa nông dân cộng sản Dương Vi xin kính chào cô dì, chú bác, các anh, các chị và các bạn thân mến. Sau đây Dương Vi sẽ chia sẻ một bài viết của Đào Minh Khoa được đăng trên
báo Công an Nhân dân trang chuyên mục chống diễn biến hòa bình kêu gọi bỏ đảng sau phán quyết vụ Đồng Tâm chiêu trò lố bịch và lạc lắm. Sau phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, một số đối tượng phản động cơ hội chính trị đã lên mạng xã hội kêu gọi đảng viên bỏ đảng nhằm phản đối cái phán quyết của tòa án. Đấy. Điều đó càng bộc lộ rõ ở các đối tượng mưu đồ chính trị hóa vụ án giết người chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm. Đương nhiên, lời kêu gọi lạc lõng kiểu này ấy, càng làm cho mọi người nhận rõ cái âm mưu phản động của các phần tử chống phá muốn lợi dụng vụ việc để gây mất ổn định chính trị cho đất nước, đặc biệt là trước cái thềm Đại hội 13 của Đảng. Nhá. Trong lúc thế hệ đồng trang lứa của Nguyễn Quang A này hăng hái nhập ngũ vào bộ đội tham gia kháng chiến giải phóng dân tộc, rất nhiều người bỏ lại xương máu trên chiến trường, thì Nguyễn Quang A với tiêu chuẩn con liệt sĩ được nhà nước cho ra nước ngoài học tập, có bằng tiến sĩ, làm việc tại châu Âu một thời gian, về nước chưa có đóng góp gì đáng kể cho Tổ quốc, thì Nguyễn Quang A bắt đầu có việc làm chống phá nơi chôn rau cắt rốn của mình. Đấy. Khi Viện Nghiên cứu Độc lập do Nguyễn Quang A làm viện trưởng tự giải thể, Nguyễn Quang A bắt đầu chiêu bài đấu tranh dân chủ núp dưới danh nghĩa diễn đàn xã hội dân sự để đưa ra những cái quan điểm xuyên tạc chống phá đất nước, từ vấn đề Biển Đông, quan hệ đối ngoại, đấy, nhân sự cán bộ, đến việc can thiệp vào việc xét xử độc lập của tòa án, vân vân. Nếu mà những người nào chưa biết về Nguyễn Quang A thì chưa chắc đã đọc cái bài này luận ra là Nguyễn Quang A đâu, bởi vì người ta viết tắt. Nhưng mà Dương Vi ấy, thì dựa trên cái sự thành lập của các tổ chức do Nguyễn Quang A đã lập ra này, đó là diễn đàn xã hội dân sự này. Đấy. Trong cái thời gian gần đây ấy, trước và trong sau khi Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra vụ án Đồng Tâm xét xử, Nguyễn Quang A sử dụng Facebook cá nhân liên tục có những tin bài hoặc chia sẻ những nội dung không chính xác, gây hoài nghi trong dư luận nhằm công kích xuyên tạc bản chất vụ án này, mục đích là kích động dư luận xã hội, gây sức ép với cơ quan tiến hành tố tụng, đổ trách nhiệm cho cơ quan chức năng trong cái vụ vi phạm pháp luật tại xã Đồng Tâm, cổ suý cho những âm mưu chống đối, phá hoại, gây mất an ninh trật tự xã hội. Đấy. Khi Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội ấy, tuyên phạt các bị cáo với mức án mà dư luận đánh giá là thể hiện tính nhân văn nhưng nghiêm minh đảm bảo pháp luật, thì Nguyễn Quang A cùng một số đối tượng bất mãn cơ hội chính trị bắt đầu rộ lên những cái phản ứng bằng những cái lời lẽ thiếu văn hóa trên mạng xã hội, thậm chí như thế là thủ lĩnh ông ta hùng hồn đăng dòng trạng thái kêu gọi đảng viên ra khỏi đảng để phản đối phán quyết của tòa án, vân vân. Thực ra đại đa số cán bộ đảng viên nhân dân không biết Nguyễn Quang A là ai, nếu có chỉ là một số bộ phận nhỏ các đối tượng bất mãn, các thành phần tự xưng là dân chủ, anh hùng bạt phím. Đấy. Vì vậy ấy, cái gọi là lời kêu gọi đó của Nguyễn Quang A chẳng khiến mấy ai bận tâm chú ý. Nhìn lại ấy, cách đây ít năm, khi một cán bộ có chức có vị ở trong nhà nước ấy, được phong hàm giáo sư, vi phạm kỷ luật đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật và tự xin ra khỏi đảng, dẫn tới một số đảng viên thoái hóa biến chất hùa theo, công khai tuyên bố trên mạng xã hội việc xin ra khỏi đảng nhằm bênh vực những sai phạm của vị giáo sư nọ, đồng thời muốn qua mạng xã hội để châm ngòi tạo thành một cái làn sóng bỏ đảng. Dĩ nhiên, những cá nhân lẻ tẻ đó không đủ uy tín và sức thuyết phục để có thể
làm thay đổi nguyện vọng và đảng của các quần chúng ưu tú. Nên mục đích phô trương này ấy, cái kiểu như cái đám Nguyễn Quang A này, nó sẽ chết yểu trong sự bé bàng của nhóm dân chủ giả hiệu này. Lần này ấy, cái bài cũ lại được Nguyễn Quang A và một số phần tử chống đảng đưa ra với sự ảo tưởng rằng sẽ có những đảng viên nghe theo. Nhưng họ đã nhầm, họ nhầm cực kỳ là to, bởi không ai có thể dung túng cho những hành vi vi phạm pháp luật một cách ngang ngược, trắng trợn và tàn áp của những kẻ đã gây ra cái chết của 3 cán bộ chiến sĩ tại sĩ công an tại xã Đồng Tâm. Cái tổ Đồng Thuận gây ra, chính những nhóm con cháu của Lê Đình Kình này gây ra này. Ngược lại ấy, là thái độ căm phẫn, đòi hỏi phải xử lý nghiêm minh đúng pháp luật để răn đe những đối tượng coi thường kỷ cương phép nước này. Lịch sử đã chứng minh nhá, Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập đến nay ấy, đã trải qua hơn 90 năm rồi. Đấy. Đã lần lượt đạt được những kỳ tích đưa đất nước thoát khỏi cảnh nô lệ, giành độc lập từ các thế lực ngoại xâm, thí dụ như thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, và sau này lại tiếp tục các cuộc chiến biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, chiến tranh biên giới phía Bắc 1979-1986. Tất cả cái đó thể hiện sự mà người dân và những cái đảng viên, người ta là người noi gương đi trước, còn các đám nhà đấu tranh dân chủ cuội đầu vù răng bựa này này đều là những cái kẻ phá hoại đất nước lâm nguy, bắt đầu tìm cách bỏ trốn ra nước ngoài đấy, hoặc là cáo này cáo nọ nên không tham gia vào việc đấu tranh nó. Cụ thể là Nguyễn Quang A này không tham gia nghĩa vụ quân sự cho nhà nước cho đi ăn học. Đấy, qua đó không những giành thắng lợi về trong các cuộc chiến giành độc lập cho đất nước mà còn đạt được những thành tựu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng khiến bạn bè quốc tế phải nể phục. Uy tín và vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng được củng cố và nâng cao. Đó. Nhiều nước tư bản lớn trước đây là thù địch với Việt Nam cũng đã thừa nhận vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam để có những ứng xử phù hợp trong cái đối ngoại ấy. Ví dụ như bây giờ nước Mỹ có phải là cựu thù địch của Việt Nam không? Mà điều đặc biệt ở đây nhé, Việt Nam và Mỹ quan hệ ngoại giao là gì? Toàn diện. Trong lúc Việt Nam đàm phán với Mỹ, đề nghị Mỹ dỡ lệnh bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, thì Nguyễn Quang A cũng ngăn cản cái việc đó, đàm phán vào VFTA châu Âu, phá hoại cái việc đó, đúng không? Không riêng gì Nguyễn Quang A mà cả nhóm Việt Tân này hay cái đám dân chủ cuội nâu u đầu bù răng bựa này cũng đều có ở trong đó. Trong đó có cả nước Pháp cũng phải là cựu thù địch rồi. Nhưng mà bây giờ chính phủ hai nước làm sao có mối quan hệ rất là khăng khít, rất là mật thiết. Rất là nhiều nước mà Việt Nam có mối quan hệ trên 100 quốc gia, 190 mấy quốc gia trên thế giới. Như vậy thế nào? Khẳng định rằng cái uy tín, cái vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng được củng cố, càng được phát triển toàn diện. Mà những thế hệ trẻ người ta nỗ lực
người ta cống hiến, người ta muốn vươn tới trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Quang A lại đi kêu gọi bỏ đảng trước cái thềm đại hội 13 của đảng. Có nghĩa là hắn thực sự muốn trở thành một kẻ phản quốc. Mà phản quốc lâu rồi, không phải thực sự nữa đâu. Ở đây á, một cá nhân hay một nhóm người núp dưới chiêu bài đấu tranh dân chủ không thể làm suy yếu được sức mạnh của đảng, mà sự đoàn kết của cả nhân dân nhá. Chỉ có cái nhóm đấu tranh đầu bù răng bựa, cái nhóm dân chủ cuội, cái đám phản động livestream, cái đám Facebooker ảo ở nhà đấu tranh ảo ở trên mạng này này, tôi tính nhanh gọn thì may ra có được khoảng hơn 2.000 tên. Nhưng mà cái tên cầm đầu ấy còn không đến 200 tên à. Đương nhiên á, trong nắm ngón tay thì có ngón ngắn ngón dài. Trong cái nội bộ đảng ấy, cũng có một số đảng viên thoái hóa biến chất, cơ hội chính trị tự diễn biến tự chuyển hóa. Nhưng với công cuộc chống tham nhũng, chỉnh đốn đảng, làm trong sạch nội bộ đảng, những cái phần tử đó sẽ và đang bị loại thỏa thải, mà chắc chắn sẽ tiếp tục bị thanh lọc và loại thải khỏi bộ máy, cái guồng máy của đảng. Cái điều đó là chắc chắn.